Chào các bạn, mình đang ở Phú Tài các bạn, ngay nghĩa trang Bùi Thị Xuân, bên cái phía khu mới và khu của người Công giáo, khu nghĩa trang Công giáo. Khu đây là khu mới mà hồi giờ mình cũng không để ý. Nó qua cái con mương bên nghĩa trang Phật giáo, qua con mương là tới khu bên đây mà. Đó, nghĩa trang Phật giáo là phía bên đây. Qua cái con mương, một con mương hơi khá rộng. Để coi con mương nằm chỗ nào. À đây, hình như mưa ở đây. Mưa phía dưới đây nè. Đó, hình như con mưa đó sao? Xe bồn bê tông hay cái gì đó, người ta đi vào. Họ làm gì ra trong đây không biết. Chắc xây mộ hay sao? À, xây cái bờ kè gì ở trên núi đó bạn. Đây, mình qua quay lên trên. Quay lên phía trên núi thôi. Do nãy giờ mình dắt cái xe mà cái xe đang để dưới đường. Đây cái bờ kè mà. Bờ kè họ đang xây nè. Chắc do cái núi nó lở xuống sao. Thấy người ta xây một cái bờ kè. Xe bê tông mới đi vô mà. Đó là một cái bờ kè 3-4 tầng gì đó. Thấy đang làm. Giờ mình quay qua cái khu cái ngoài dân cư thử các bạn, đây là lên trên núi này. Núi thấy có cái đường điện cao thế bạn. Đó, đường điện cao thế nó chạy trên cái sườn núi. Mình quay qua cái khu đây là khu công nghiệp Phú Tài. Sáng này nó hơi mờ, cái chỗ xa nó hơi bị mờ mà. Nhìn qua bên kia là núi Suối Trầu, đường Long Phong Long Mỹ á. Đây cũng còn đất trống. Đây là nhìn về phía đẹp Cù Mông. Sát bên cái nghĩa trang đây là cái công ty gì đó mà. Đây cái nghĩa trang nằm dưới này. Và đó là công ty. Trụ bây giờ là cũng thấy cũng đầy hết rồi bạn. Thì ở đây mình thấy có một cái khu, thấy trên Google đề là Đồng Tiến mà. Đồng Tiến là cái gì mình không biết. À đồng, hình như đó đồng nhi á. Mình không hiểu. Giờ mình xuống thấp coi cái khu đó thử nha bạn. Khu đó hình như nó nằm bên kia, bên đây hay sao. Mình đang hạ xuống cái khu đó thử.
Đó, xe bê tông mà nằm ở dưới mà. Đây nè, đó, xe đỏ đỏ đỏ. Xe bơm bê tông á. Đây mình hạ xuống cái chỗ đây thử cái khu đây khu gì mà thấy nó đều lắm. Ở trên đây họ đang xây mấy bờ kè này. Bốn năm cái bờ kè gì phía trên. Cái khu đó cái khu gì mà thấy nó đều tăm tắp mà. Mình xa quá mình không biết. Có một cái đền thờ gì giữa này. Đây này. Đi qua xíu coi thôi. Đây bạn. Chắc cái khu công giáo hay là khu Đồng Nhi. Thấy trên Google là khu Đồng Nhi hay là mình chưa biết cái khu đây là cái khu gì các bạn. Thấy đều lắm. Nó thuộc về công giáo mà không biết cái khu đó nó có riêng biệt gì không. Ở trong này mộ công giáo mình thấy cũng có nguyên một cái khu bên đây mà. Còn phía bên đây mộ nhỏ 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 mà trên Google thì ghi là Đồng Nhi. Rồi mình lên lại rồi. Xe họ đang đổ bê tông. Mình lên cao chút.
xây bê tông đang đậu rồi ạ. Chùa Nghĩa Trang Bùi Xuân rộng ghê bạn, quá rộng luôn á. Đó, mình đang ngồi dưới cái bụi dưới đây mà. Thôi giờ mình xuống nha bạn. Đang ngồi dưới cái bụi đây. Đây cảnh hồ đây. Xuống.